À, vâng xin chào tất cả anh chị các bạn chúng ta đến kênh YouTube Duy Tê và hôm nay Duy chia sẻ cho anh chị các bạn một cái câu hỏi mà đúng cái câu này là của người mới thực sự và cái câu hỏi nó đúng như cái tựa đề chúng ta đang đọc đó là người mới làm YouTube nên chọn content hay re để kiếm tiền và với câu hỏi này thì chắc chắn rằng là anh chị các bạn chúng ta sẽ hiểu được rằng các cái vấn đề liên quan về content hay re trên YouTube thì nó sẽ có ưu và nhược điểm như thế nào và rồi nó còn cái khía cạnh của một vấn đề chủ uh, đề nữa kết hợp giữa cả content và re đó chính là bán content và mời tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung video và vâng chúng ta đi vào cái nội dung của video thế thì để trả lời cho câu hỏi là người mới làm trên youtube nên chọn content hay re để kiếm tiền thì cái câu trả lời chắc cú của jimmy KT chia sẻ cho anh chị và các bạn đó chính là chúng ta nên chọn theo hướng content cái hướng content này là cái hướng sẽ giúp cho chúng ta xây dựng các nội dung phát triển bình vững và kiếm tiền trên youtube và có thể kiếm tiền còn đa nền tảng nữa bởi vì chúng ta phải hiểu rằng cái giá trị nội dung từ một video Chúng ta không chỉ kiếm tiền mỗi trên mạng YouTube đâu Mà anh chị các bạn chúng ta có thể kết hợp trên nhiều nền tảng mã xã hội khác Như là Facebook, như là TikTok Hay rằng khi chúng ta có các nội dung content Thì chúng ta sẽ là cái người mà làm chủ cái nội dung đó Chúng ta dùng những cái kinh nghiệm Dùng những các ý tưởng, các cái chất xám Để tạo ra các nội dung video giá trị cho đến người xem Đến khán giả của anh chị các bạn Thì chúng ta thấy là gì? khi một cái nội dung nó chất và nó hiệu quả nó mang giá trị thì cái content của anh chị các bạn có thể kiếm tiền nâu bền và bền vững và đặc biệt là xây dựng các nội dung content để kiếm tiền trên youtube với người mới thì chúng ta sẽ là cái người cũng làm chủ các kỹ năng mà trên cái nền tảng youtube chúng ta có thể áp dụng được các cái kiến thức mà google youtube chia sẻ trên các cái nền tảng của họ cũng như chúng ta cũng áp dụng được các cái kiến thức chia sẻ các cái kinh nghiệm của những người đi trước xây dựng kiếm tiền trên đảng YouTube để chúng ta học hỏi đến chúng ta tôi luyện các cái kỹ năng liên quan về quản trị kênh phát triển kênh các cái kỹ năng liên quan về tối ưu tối ưu kênh các kỹ năng liên quan về sell video sell kênh các kỹ năng liên quan về marketing chạy quảng cáo và rất là nhiều các cái kỹ năng đó để giúp cho chúng ta có thể tôi luyện các cái hướng đi các cái chiến lược phát triển cho kênh YouTube một cách đó hiệu quả một cách đó bền vững thế thì khi đã có một nội dung content phát triển bền vững hiệu quả như vậy và anh chị các bạn có các cái kỹ năng trong cái quá trình mà chúng ta làm việc trên YouTube thì sau này chúng ta có thể đi theo cái hướng đa chủ đề và cả chúng ta đi theo cái hướng phát triển các hệ thống kênh YouTube và chúng ta kiếm tiền nó rất tuyệt vời và cực kỳ hiệu quả và chắc chắn rồi xây dựng các cái nội dung mà liên quan về content thì nó cũng sẽ có một cái nhược điểm mà trên YouTube đó chính là gì với nội dung đó không phải nội dung nào nó cũng sẽ phát triển ngay mà mọi nội dung đôi khi nó là vào cái thị trường hẹp thì có sự phát triển rất là chậm thế anh chị các bạn chúng ta phải hiểu rằng xây dựng các nội dung đó cũng phải có các kế hoạch dài hạn cho cái mục tiêu của chúng ta chứ còn nếu như mà chúng ta nản trí bởi vì nó chưa có view nó chưa có sắp và chúng ta bỏ cuộc thì rất khó để chúng ta tiến đến con đường thành công bởi vì các nội dung content này cần phải cái độ kiên trì độ lì và phải bám đuổi cái chủ đề đó tới cùng và đặc biệt rằng vẫn là cái giá trị cốt nói mà anh chị các bạn chia sẻ trong cái chủ đề content đó thì cái việc mà hướng tới cái mục tiêu kiếm tiền của chúng ta nó là một điều bền vững và chắc chắn và tiếp theo nữa đó là liên quan về cái nội dung mà riap nội dung riap này nói thì nó sang nó là chữ riap này thôi chứ một sự thật mà một cái câu thô mà nó thật đó là riap nó bằng với việc là ăn cắp nội dung của người khác và hay là nói một cái câu tế nhị hơn đó là sử dụng nội dung của người khác không xin phép và chúng ta thấy một cái điều rằng là với nội dung này thì nó có một cái ưu điểm, đó là chúng ta không cần phải suy nghĩ ý tưởng, không cần phải bỏ công sức ra để có thể uh, dựng các ý tưởng nội dung video mà chúng ta cứ bê nội dung của người một người khác, xong đó chúng ta về đăng trên các nội dung kênh của chúng ta và rồi chúng ta thực hiện nó kiếm tiền. Và đấy là một cái ưu điểm của một cái nội dung riap, nhưng nó không dừng lại ở yếu tố đó. Mà với nội dung riap nó có một cái nhược điểm như sau. Khi chúng ta đi vào các cái nội dung liên quan về riap thì chúng ta có thể thấy mất rất là nhiều các cái vấn đề công sức tiền bạc thời gian bởi vì làm nội dung re-up với người mới thì chúng ta phải hiểu rằng là bây giờ thị trường nó càng ngày nó càng tinh vi hơn người làm re-up họ có rất là nhiều các cái công cụ có rất là nhiều các cái chiến lược có rất là nhiều các cái kế hoạch và đôi khi người ta bất chấp tất cả để đạp đổ chén cơm người khác và đôi khi người ta bất chấp tất cả để người ta re-up mà trắng trợn có rất là nhiều các vấn đề đó trên online hay ngoài cuộc sống nó cũng đều như vậy chúng thì chúng ta thấy một điều là gì thế thì đi theo cái thị trường tà đạo này thì chắc chắn là sau này nó cũng sẽ có các cái nuột nhân quả riêng và chắc chắn là trong quá trình ăn sổi thì nó không thể nào giống như ăn bền vững được và tất nhiên những anh chị nào bạn các bạn nào chúng ta có kiến thức có kỹ năng chúng ta muốn thử thì chúng ta vẫn có thể thử thoải mái nhưng với những người mới nếu như chúng ta không có những cái vấn đề liên quan về vốn về kinh phí về kinh nghiệm thì cách tốt nhất chúng ta hãy cứ đi từ các nội dung content và sau đó chúng ta phát triển dài dài sau này rồi là sau này nếu như chúng ta có điều kiện hoặc chúng ta muốn thử thì chúng ta có thể thử thoải mái còn khi chúng ta là một người mới chúng ta eo hẹp về kinh tế chúng ta chưa hiểu về các cái nội dung đó thì chúng ta cần phải cân nhắc và suy nghĩ khi chúng ta phát triển trên youtube và đó là một cái sự góp ý nho nhỏ nhẹ nhẹ của KT cho anh chị các bạn chúng ta là như vậy và tiếp theo nữa ngoài cái nội dung mà liên quan về reapp và nội dung về content thì nó có một cái loại kết hợp giữa hai cái này đó chính là nội dung bán content với nội dung bán content này thì duy cũng đã có một cái video chia sẻ rất chi tiết cho anh chị các bạn liên quan về tất tần tật cách làm youtube nội dung bán content chúng ta có thể tham khảo cái vấn đề đó để có thể xây dựng kiếm tiền đây cũng là một cái hướng đi tốt dành cho người mới nhưng chắc chắn nó vẫn không tốt bằng cái nội dung xây dựng content và vâng thì trên đó là cái nội dung mà duy mừng T muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta đang xem nội dung video này nếu như chúng ta thấy cái nội dung này hay hữu ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem để họ có thể biết và lựa chọn đúng cái hướng đi với một người mới làm trên YouTube. Và với cá nhân của anh chị và các bạn, thời điểm hiện tại chúng ta thấy được rằng nên chọn theo hướng content hay theo hướng react. Chúng ta có thể bày tỏ các quan điểm của chúng ta trực tiếp tại video này. Và có bất kể câu hỏi gì cũng hãy bình luận trực tiếp tại video này. Duy sẽ tổng hợp và chia sẻ cho chúng ta tại các cái nội dung video tiếp theo và rất là cảm ơn tất cả anh chị các bạn chúng ta đã theo dõi nội dung video